tiếc, với tình trạng hiện nay, bạn chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi. Ủa, tuổi thọ của con ruồi cũng chỉ sống được khoảng một tháng thôi, việc gì nó phải buồn như vậy cơ chứ? Đừng lo bro, mọi chuyện rồi sẽ như cứt thôi. Cảm ơn. Bảo tàng kia rất nhiều đồ quý, ban ngày nhiều bảo vệ, nhưng ban đêm chỉ có một người mà thôi. Bây giờ chỉ cần làm cho hắn ngủ mê mệt là mình tự do hành động. Cái này cứ để tao lo. Ngủ ngoan à cây ơi, ngủ ngoan à cây hỡi, mẹ thương à cây, mẹ thương bộ đội. Có vẻ như phương pháp hạt ru không hiệu nghiệm, nên con nên chuyển sang đọc truyện cổ tích. Ngày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Đọc xong câu truyện Tích Chu, ông bảo vệ vẫn chưa chịu ngủ, nên con nên chuyển sang dạy môn triết học. Phương pháp luận và lý luận về phương pháp là hệ thống các quan điểm, các nguyên tắc chỉ đạo con người tìm tòi, xây dựng, lựa chọn và vận dụng các phương pháp trong nhận thức và thực tiễn. Có vẻ như môn triết học vẫn không khiến ông bảo vệ buồn ngủ, nên nó chuyển sang chuyên mục đếm cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Sau đó nó cho ông bảo vệ ngậm một cái tia giả. À ơi, hãy nín đi con, hãy ngủ đi con. Con hỡi. Và thế là bằng tiếng hạc heo kêu bò rống của mình, con này đã khiến cho mắt ông bảo vệ liu riu và chìm vào giấc ngủ say. Sau đó nó hôn ông bảo vệ một cái, rồi đắp chăn cho ông ta ngủ. He. Xong, chuyên nghiệp nó phải vậy. Trời sáng mẹ rồi. Rồi, ôi, ru ngủ kiểu gì mà mất cả đêm luôn vậy. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Sau khi vượt qua chặng đường gian nan, hoàng tử lười đã đến được lâu đài, nơi mà nàng công chúa tóc dài bị giam cầm. Công chúa, ta tới cứu nàng đây, chàng mau leo lên đi, gặng đời ta nha, sắp tới rồi. Ui dồi ôi, con lười này leo lên chậm quá, nên nàng công chúa này đã trở thành bộ xương khô mất rồi. Cha ơi, con về rồi. Ừ, con trai ngoan. Con có điều này muốn hỏi cha. Nói đi con, tại sao mỗi lần con nói dối thì mũi con lại dài ra? Cha đâu có như vậy. Ừ, không sao đâu, dài thì mình cắt nó đi. Con đừng lo. Ở trường cô giáo dạy con khác lắm. Cô dạy thế nào? Cô dạy rằng con nít là phải trung thực, nói dối là xấu lắm. Cô dạy vớ vẩn, từ mai nghỉ học đi con, nói dối là rất tốt, con càng nói dối thì nhà mình càng có nhiều gỗ bán. Vâng ạ. Rồi ôi, người ta thì bóc lột sức lao động, còn ông này thì bóc lột sức nói dối à?